lão cư sĩ. Và tiếp theo chúng con xin kính mời câu hỏi ở máy của đạo tràng Liên Trì Mạo Khê. Chúng con xin chuyển đến máy của đạo tràng Liên Trì Mạo Khê. Dạ được rồi đó. Là sao không có nghe? Ủa, chưa có nghe được. Sự kết Dạ, nối bị sao? vẫn vẫn chưa có nghe, chắc tại cái trong cái máy nó Con dạ xin có nghe được. Dạ. đọc thay cho anh Cường. Là Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức Thiền Thiền Đức Tăng Ni Chứng Minh, thưa Thầy Diệu Âm, chúng con thành lập Ban Hộ Niệm đến nay đã được hơn 10 năm và chuyên công đi hộ niệm cho người có duyên vãng sanh cực lạc. Chúng con chỉ nghe pháp của Thầy Diệu Âm hướng dẫn, nhưng sự nghe học của chúng con còn yếu kém. Hôm nay chúng con có câu hỏi. Vào ngày 29 vừa qua, có một cháu con của một đồng tu học lớp 12 bị tai nạn xe đụng, chấn thương sọ não, vào bệnh viện bác sĩ báo phải mổ. Lúc bấy giờ con và bố mẹ của cháu ở đó và hỏi bác sĩ tình hình của cháu như thế nào, mổ có cứu được không. Bác sĩ nói là 50 trên 50. Lúc bấy giờ mẹ cháu hỏi con là có mang cháu về để hộ niệm. Con hỏi bố cháu thế nào thì bố cháu nói thôi cứ nghe bác sĩ vì bố cháu không được tin như mẹ cháu. Hàng ngày cháu không tu cũng không niệm Phật, nhưng cháu rất ủng hộ mẹ cháu mỗi lần đi tu hay là đi hộ niệm. Lúc bấy giờ con bảo bố cháu đừng điện cho ai, và nếu con không qua được thì hãy mang về hộ niệm. Thì bố cháu nói đồng ý, và vào lúc 15 giờ cùng ngày khi cháu đi mổ, lúc đấy con nghĩ nếu làm gì đó để tốt nhất cho cháu và giúp mẹ cháu vững tâm trên con đường tu hành, một mặt mang cháu đi mổ, một mặt con gọi các đồng tu khoảng 10 người đến nhà một Phật tử niệm Phật hồi hướng cho cháu và cho oan gia trái chủ của cháu được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con thay nhau niệm Phật một đêm. Sáng hôm sau mẹ cháu gọi điện cho con và nói là cháu đã tỉnh. Con làm như vậy, có một chị đồng tu nói với con rằng gọi nhau niệm Phật hộ niệm hồi hướng cho cháu, cho oan gia trái chủ của cháu là Phan Duyên không đúng pháp, và kể cả nếu cháu không qua được mang về nhưng đã mê man bất tỉnh có hộ niệm thì cũng chỉ theo cảm tình cá nhân, không thể mời đạo tràng đến được. Những điều con làm như trên đã đúng và có sai hay là thắc mắc, và thắc mắc của chị đồng tu như vậy có đúng không? Con kính xin thầy từ bi giảng giải cho chúng con được rõ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Trường hợp này gửi trong bệnh viện hay không, ban hộ niệm chúng ta không nên tự động quyết định mà hãy dành trọn phần quyết định cho gia đình.
Nếu gia đình quyết định đi mổ, mình không nên cản. Nếu thí dụ như bác sĩ nói 50-50 mà gia đình quyết định giữ cháu ở lại và cháu cũng quyết định ở nhà niệm Phật để vãng sanh, thì đây là quyết định của cháu và của gia đình. Chúng ta nên ủng hộ sự quyết định của gia đình thì tốt. Còn ban hộ niệm không nên quyết định trong trường hợp này. Tại vì chúng ta là học Phật phải nương theo thế gian pháp đàng hoàng. Nếu mà mình bắt cháu ở nhà, nhiều khi mình hộ niệm, lỡ cháu ra đi rồi người nhà đổ thừa là không cho người ta, tôi đưa con tôi vào bác sĩ cho nên con tôi chết thì làm sao? Còn vấn đề bác sĩ thì không bao giờ một vụ mổ nào mà bác sĩ dám nói là 100% là được. Các ngài nói trong xác suất 50-50 thì một sống một chết, hoàn toàn chư vị để cho gia đình và cháu tự quyết định lấy hay hơn. Còn chư vị đồng tu hợp nhau niệm Phật hồi hướng công đức cháu là hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng với phận sự của đồng tu, chúng ta làm điều này rất tốt. Và khi nếu mà cháu có mệnh hệ nào giờ nào hộ niệm, nếu cháu ở trong bệnh viện mình hồi hướng công đức cầu cho cháu được qua tai qua nạn khỏi, trở ngại gì thì phản thanh tay phương đại. Chư vị làm vậy là đúng hoàn toàn, không có gì là phan dương. Chư vị cứ cố gắng làm đi nhé. Phận sự của đồng tu chúng ta giúp đỡ nhau là như vậy đấy, chứ không có gì khác hơn đâu. À, Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ.